Để trông trưởng thành hơn khi cần thiết lúc đi làm thì mình không dùng ba lô, thay vào đó mình dùng chiếc túi này. Mình dùng chiếc túi này hơn 1 năm rồi và mình cực kỳ thích nó luôn. Bề mặt túi thì là da nó hơi sần sần ấy, nhưng mà rất là mềm. Túi này cũng đã đi qua một mùa mưa của Sài Gòn rồi. Khi dính mưa thì mình chỉ cần lấy khăn giấy lau đi thôi. Đây là cái ngăn túi ở bên ngoài. Phần khóa kéo rất là trơn và mượt nhá. Trong này thì chỉ có hai cái ngăn nho nhỏ ở hai bên, trong đó thì có một cái ngăn mình rất là thích là cái ngăn có khóa, thì mình thường để những cái giấy tờ quan trọng hoặc là tiền. Túi này thì rất là rộng, đủ để cái laptop của mình. Mình thấy đeo như thế này là đẹp nhất, nhưng nếu nhiều đồ nặng thì sẽ rất là đau vai. Còn khi đi ngoài đường phố Sài Gòn thì mình sẽ đeo chéo như thế này. Và đặc biệt mình đã từng bị giật túi một lần ở Sài Gòn rồi, nên lúc nào cũng cần phải cẩn thận nha.